Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio làm một cái clip lên cho một bác khách ở trong miền Nam. Cái combo loa cây này, combo loa cây này, cái bác của nó rất là khủng, có thể đánh đẩy và đánh âm ly thoải mái. Và em lên cho bác một con tép rất là đẹp, tép họ còi nhôm đấy. Thì hôm nay thì em xin giới thiệu tất cả các bác là một đôi tép Tao Binh, tép Tao Binh mặt phủ bì là 10 phân, họng còi nhôm. Trước cái loa cây của bác thì là cái con tép giấy. Và bây giờ em lên con tép đĩa để cho tiếng tép nó khỏe, nó hay, nó lanh canh hơn. Tép họng quái nhôm Tao Binh. Phân tần của nó là phân tần 3 loa. Bộ này giữ lại cái vỏ thay tất. Bác mic chép. Đấy, phân tần này phân tần 3 loa. Bác mic chép. Loa chung. Chung 12 gân mút. Chung 12 gân mút. Đây là loa trung kín. Các bác, nếu như các bác nào mà chơi loại yếu hơn một chút thì em có loại bát côn 51, còn đây là con bát từ 107, côn 63, gân mút sốt, từ khủng, xương sắt, nắp loa cây này. Cặp bát này thì đánh trống thì hay thì thôi rồi các bác nhé, rất khỏe và rất mềm tiếng. Đấy, combo rất là đẹp các bác, loa cây. Những cái mẫu loa ngày xưa bị hỏng thì có thể thay bát côn 51, còn ai thích từ khủng thì mình thay con bát này. Đấy, con tép này thì rất là lanh canh rồi. Ai bị cháy chung, cháy tép, hỏng phân tần, hỏng bát hãy liên hệ cho em Tùng. 2 triệu combo này được bao ship vào miền Nam. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác xem video thì đừng quên tặng like và chia sẻ ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn Audio nhé.